Rồi chào con nha. Đây thì con hai con K950 ơi, 950 nè. Có đề không? Đề đầy đủ nha. Không hới rồi con. 950 là 9,5 rồi con. Đây đẹp cực kỳ không? Chưa chùi rửa nha. Quá đẹp rồi con ơi. 950, tóc đi cũng xinh giờ con. Không, à, chớn gì nè. Đem bọng còn nguyên nha. Là 950, 950. 9,5 rồi con. Tóc còn xinh giờ đẹp không? Đây là con không có đề. Còn đây là K950 có đề. Đẹp ghê mà con. Quá đẹp luôn. 950. 950 là 9,5 rồi con. Có đề nè, đề còn đẹp. Mà ít xài. Cũng hới à. Quá đẹp rồi con ơi. Con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. 9K950. Là 9,5. Đẹp không? KB là có đề rồi con. 2400 vòng trên phút. Có đẹp. Hai con không đều mà có đề. Con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Alo. Hỏi đi anh. Có chứ. À, 90 95 rồi con, là 9,5. Nhận số là 6 số rồi, để coi số rồi. Bánh bọng. Nhà học đế bình đó rồi con. Đây. Số là 6 số tới, 2 số dè, 2 số sới. Có sạc rồi để giữ phòng luôn rồi con, ở trong còn mới ghê không? Trong 7 màu luôn mà đẹp không? Nó đẹp. Ừ. Ồ cái đuôi này còn đẹp không? Đuôi này chưa chạy xe mà. Đuôi này chưa có hiệu xét đẹp mà. 950. Rất đẹp rồi con ơi, nó sẽ sốt nữa nè. Biết lâu còn 7 màu luôn ghê không? Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Quá đẹp. Trong còn đẹp ghê không? Trong 7 màu luôn. 950. Rồi con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. À, lóc ác mà còn sướng tay mà con. Cái này là đẹp nhất. Rồi coi là có nhu cầu luôn nha. 0886356707. Quá đẹp rồi con ơi. Có dòng cái là ở 7 đó nè. Ở 7 đẹp không? Quá đẹp luôn. Con này là chưa chùi rửa lên nó đẹp lắm rồi con. Không? Cái chùi đó sơn nguyên vẹn đó hay luôn. Ở 8 nè, nách không? Rồi mà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707.